chào khán giả nha. Mình mới siêu tầm ra một cây lan khủng lên. Bông nó. Bông thùng quá mà. Rồi rỡ nó này. Khủng mà. Quý vị thấy không quý vị? Nhiệt à. Máu bứng rồi ngay là còn cái đó. Không ai siêu tầm nấu ra cái lan đó rồi. Hiếm lắm. Nếu trị giá là nem chay. Quá khủng, quá tuyệt vời, không thể tả được. Vậy thôi. Được, mình không biết nói gì hơn, nói bài quá khủng. Ai đi ngang qua cũng dồn, ngước mắt dồn, tuyệt vời. Chủ nhân của cây lan là rồi.